Cái gì đây? Ngon quá. Hả? Thôi chết rồi. Có hai cái tôi quý bạn nhất đấy. Bạn một cái, tôi một cái này. Ui, bạn tốt quá. Hả? Có người đến. Cắt cắt cắt. Hai bạn đây rồi. Tôi quý hai bạn nhất đấy. Mỗi người một cái này. Ăn đừng cho ai biết nha. Ui, bạn tốt quá. Hả? Có người đến. Cắt cắt cắt. Ui, ba bạn đây rồi. Mỗi người một cái này. Quý ba bạn nhất đấy. Ăn đừng để cho ai biết nha. Ok ok bạn ăn. Hả? Có người đến. Cắt 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 cắt. Uầy, đúng là những người bạn giả vờ tốt gặp nhau luôn mọi người ạ. Rồi ông đầu tiên được một đống kem luôn ạ.